Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm sau khi tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, với tỷ lệ giảm hiện tại là 0,32%. Giao dịch quanh mức 1.749,92 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.749,76 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.755,52 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,38% sau khi mà đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Hiện tại đang đứng quanh mức 108,343 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm nhẹ. Thời điểm này thì đang giao dịch quanh mức 17.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục xu hướng giảm sau khi mà đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua. Hiện tại đang đứng quanh mức 3,811% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô hiện tại tăng nhẹ, giao dịch ở mức 86,719 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh khi mà lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, đồng đô la Mỹ giảm giá sâu so với nhiều ngoại tệ khác, chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội. Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI tháng 10 năm 2022 tăng 7,7%, thấp hơn so với dự báo là 8% và giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước là 8,2%. Số liệu này cho thấy dữ liệu liên quan đến lạm phát tại Mỹ đã giảm mạnh sau 6 lần quốc gia này tăng lãi suất lên tới 3,75% và 4% để hạ nhiệt lạm phát. Phản ứng với thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ châu Âu tăng điểm rất mạnh. Cụ thể tại phố Wall, các chỉ số như Dow Jones tăng 1.201 điểm, S&P 500 tăng 207 điểm, Nasdaq tăng tới 760 điểm. Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường đang dồn vào cổ phiếu có thể bất lợi cho thị trường vàng. Thế nhưng, giá vàng thế giới vẫn tăng mạnh bởi lẽ khi mà lạm phát tại Mỹ đi xuống, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Nhất là khi tờ Wall Street Journal đưa tin Fed có thể chỉ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 này, sau 4 lần tăng liên tiếp 0,75 điểm phần trăm. Và theo đó thì giới đầu tư tài chính từ chối nắm giữ đồng bạc xanh, khiến cho giá trị của đồng này giảm giá trên diện rộng, kéo theo lãi suất trái phiếu Mỹ lao xuống 3,85% trên một năm. Giá vàng hôm nay có cơ hội để đi lên. Diễn biến trên thị trường cho thấy đầu ngày hôm qua là ngày mùng 10 tháng 11, giá vàng thế giới biến động không nhiều. Thế nhưng khi mà có thông tin về lạm phát tại Mỹ lan đi toàn cầu, sức khỏe của đồng đô la Mỹ sụt giảm, do đó mà giới đầu cơ liền đưa vốn vào kim loại quý. Thì lập tức giá vàng ghi nhận mới nhất trong phiên mở cửa ngày hôm nay là 1.755 đô la Mỹ trên một ounce. Có nghĩa là giá vàng thế giới đã tăng một mạch 45 đô la Mỹ trên một ounce, từ vùng 1.710 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên đêm qua lên 1.755 đô la Mỹ trên ounce đến thời điểm mở cửa sáng nay, mức giá cao nhất trong vòng hơn 2 tháng qua. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cùng với đà đi lên của thị trường vàng thế giới, do đó mà mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng được điều chỉnh tăng rất mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,60 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,62 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh thêm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Với SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 66,60 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 67,60 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tuy nhiên, thì với đà tăng của giá vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty này thì có mức tăng rất mạnh. Cụ thể, với nhẫn bộ số 9 loại từ 1 cho đến 5 chỉ, tăng mạnh tới 700.000 đồng trên lượng và hiện tại đang niêm yết mua vào ở mức 53 triệu đồng trên lượng và niêm yết bán ra ở mức 54 triệu đồng trên một lượng. Đến thời điểm trưa ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung, với giá vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên thì với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì duy trì đà tăng mạnh hơn và hiện tại đang được niêm yết như sau.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. Doji Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.661.000, bán ra 6.759.000. My Hồng SJC mua vào 6.690.000, bán ra 6.790.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.750.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì tiếp tục điều chỉnh tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.763.000. SJC Bình Phước mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.662.000, bán ra 6.765.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này được điều chỉnh tăng rất mạnh trong khoảng từ 291 cho đến 700.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 29.100 cho đến 70.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng, và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.300.000, bán ra 5.400.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.300.000, bán ra 5.410.000. Tăng 70.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 5.280.000, bán ra 5.360.000, tăng 65.000 ở chiều mua, 70.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.176.9000, bán ra 5.306.9000, tăng 69.300 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.835.4000, bán ra 4.035.4000, tăng 52.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.940.2000, bán ra 3.140.2000, tăng 40.800 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 2.050.3000, bán ra 2.250.3000, tăng 29.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.